lan truyền ảnh chồng cũ Phi Nhung bên con gái ruột Wendy hậu tin buồn về nữ ca sĩ. Thực hư thế nào? Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh, nghi là người chồng đầu tiên của cô bên con gái ruột Wendy. Khi sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung có một cô con gái ruột tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và làm việc sinh sống ở Mỹ. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Nhung rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư của mình cô quyết giấu hết mọi thông tin về người cũ, nên đến nay công chúng vẫn không hề biết bố đẻ của Wendy là ai. Cho đến mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh, nghi chồng cũ Phi Nhung xuất hiện bên con gái ruột Wendy tại Mỹ. Người tung ảnh này còn đính kèm chú thích, người chồng đầu tiên cũng là ba ruột con gái Phi Nhung, khiến cả khỏi mạng xôn xao. Nhiều lúc sâu biết Việt nhuốm bầu đau thương vì sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung, những thông tin về người chồng cũ của cố nghệ sĩ đang thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên đây là hình ảnh chưa được xác thực. Từ trước đến nay chưa một lần nghệ sĩ Phi Nhung chia sẻ về hình ảnh của chồng cũ với công chúng. Không thể chắc chắn người đàn ông trong bức hình trên là chồng cũ của nghệ sĩ Phi Nhung, bởi vậy không loại trừ khả năng người tung bức ảnh trên đang cố tình muốn câu view, câu like từ cộng đồng mạng. Khi sinh thời nghệ sĩ Phi Nhung cho biết, bố đẻ thực sự của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, nhưng cô không có duyên để gắn bó dù không chung sống nhưng cả phi nhung và chồng cũ đều dành sự quan tâm đến quen đi phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ một người thân cận của nữ ca sĩ từng tiết lộ bố của con gái ruột phi nhung là người việt nam